Thì chào các bạn nha, đây cái giò gà cá giỏ mà hôm trước mình quay cũng xong rồi. Giờ bắt đầu mấy anh em di chuyển xuống dưới đò các bạn, di chuyển xuống dưới đặng hàng giò gà ha. Chào các bạn nha. Giờ cuối cùng mình cũng tới giỏ các bạn. Đi giỏ chở giò gà cũng lại tới ha. Thì chuẩn bị khiêng lên mấy anh em gắn vô nha các bạn. Thì cái miếng này là miếng BK nha các bạn. Miếng BK đang làm cửa sổ á. Cái khúc cây đó cho em ơi. Cây nào? Cây nào vuông vuông dày dày á. Vuông vuông dày dày đó bà lắm. Lẽ em mới thấy nó ở đó mà ta. Ừ. Trồng vô. Trồng vô. Trồng vô đâu? Trồng vô đó đó. Ê gớt gớt cái phan chưa vô. Nè. Miếng này chắc không đủ quá. Như cắt tính là lấy hết luôn đó ha. Bây giờ bắt đầu mấy anh em buộc con dây móc cái cảo vô. Móc vô đặng nghịch cái lãi ký lên nha các bạn. Rất là nặng nha. Giỏ này còn hàng cái lãi ký chứ làm cái cửa sổ với sơn cabin trên nữa là xong rồi các bạn. Về bữa đó là hạ thủy á. Xúc cái giỏ lên bờ luôn. Giỏ nhẹ kéo hỏi giỏ lên bờ luôn. Đó. Đó đó. Wow, cái vỏ đi lên này cái vỏ luôn. Hỏi chú chủ vỏ coi cái vỏ này còn xài không.
đầu rút từ từ lên đây các bạn. Chấp rồi ông chú bỏ đồ lên cho con đi, ông chú về được rồi đó. Chú ở đây chi nữa cho nó mệt. Chẳng qua là kia ta về sớm không bỏ đồ tiếp mày phải không? Có đâu, ông chú ở đây cũng được nữa, có sao đâu. Đâu phải gì vậy mà con kêu ông chú dịch đồ. Ở đây ở tới chiều lắm. Ông chú Thịnh. Trời ơi, làm đồ nặng đi có mình nó chờ. Đi chiêu người. Nè, dỡ đầu này lên tiếp anh Thịnh. Nào, thằng nào? Đó đó, thằng này phải không? Ừ, dỡ sắp ra là cái áo dỡ ống á. Bởi cái ống đút vô cái lỗ đó hả? Ừ. Vô chút nữa đi. Kéo cây ra. Kéo cây ra. Ừ nè. Rồi. Được rồi. Bỏ tay anh ra. Bỏ tay ra. Nhiều người thì cũng vậy thôi. Nhiều tiền hả? 300. Rồi lại đây nè anh. Dính nè, dính đây nè. Nào. Anh đứng bên được rồi. Dính cái gì? Dính gì nè gì? Thank you.
đang lấy cái cây sọt vô cái ống đang đẩy vô rồi các bạn, đẩy vô từ từ ra, này rất là nặng. Tao đi dễ gì ngã. Ngã đè tao luôn á. Dễ gì. Thì cái này hôm qua mấy anh em chim nơi thấp rồi các bạn. Đùa gà rất là bự mà chim hơi thấp, ra nó nổi ở dưới á. Mắc đào, đào xuống chút mới đút vô được. Dướng ngay dưới rồi. Đẩy vô không? Chưa đâu quá rồi. Thì mày xuống dưới đó thẳng mấy tấc nữa. Kéo ra chút nữa coi. Nè. Rồi đã vô anh Thịnh. Để vô coi. Để vô phải không? Ừ. Nè. Chút xíu nữa. Nè. Đóng rồi không? Giọng á, tao lấy cây tao giọng vô được không? Chưa đâu. Được rồi, hạ xuống, buông buông. Đúng rồi, mày chơi thế gì mới đúng nè. Nó làm đồ nặng. Rồi xuống chút à. Xuống đó đó. Xuống không? Ừ. Này đúng là tàu điện mấy thằng treo vô. Thì giờ mình trèo lên trên các bạn, xem mấy anh em thợ trên làm cái gì ha. Đang làm cửa sổ cabin nè các bạn.
nó cho nó động rồi. Chỉ vậy luôn. Kéo vào, kéo vào. Nè. Thì giờ thì cũng đút vô xong rồi nha các bạn. Giờ mấy em lên trên. Trên đặng phan xuống ha. Cái miếng tiếp chụp cái ống nha các bạn. Rồi mấy em còn hàng bốn cây chổi ở đây nữa, cây chổi cái mí này lên hai bên hai cây, ăn sau là hai cây nữa các bạn. Cái vỏ này cái lấy ra nó quất á, quất thành ra cái lá ký á, ở trên xuống hở nó không có xa, cây nó hay ngắn, cứng rồi các bạn. Cái đuôi vừa gà bỏ cái bánh lái ống 60 sắt tiếp 60 từ cái bánh lái lên trên đó khoảng là 3 mét mấy nha các bạn, rất là cao dài. Giờ mình vô đây mình coi mấy anh em đo các bạn. Giữ dần cái vỏ. Giờ đầu anh em phan nghe các bạn. Búa à. Phan bị giột. Cái độc ca. Phan bị giột hoài các bạn. Cái đầu đóng cho chắc lại mới được.